Sáng nay tại tỉnh Yên Bái, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm góp ý kiến về dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Đặng Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến các đại biểu về tiềm năng, thế mạnh cũng như mục tiêu giải pháp của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời khẳng định, kể từ khi luật hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, hoạt động của hợp tác xã kiểu mới đã mang lại nhiều lợi ích cho thành viên và người lao động. Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 600 hợp tác xã trên các lĩnh vực và tạo việc làm thường xuyên cho gần 9.000 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Vai trò vị trí của hợp tác xã trong nền kinh tế ngày càng được củng cố và khẳng định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, buổi tọa đàm là cơ hội để tỉnh Yên Bái được tiếp nhận thêm nhiều thông tin, ý kiến, góp ý của các tỉnh bạn về dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi và được tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu luật, cùng với các tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có thêm nhiều ý kiến tham gia có chất lượng vào dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi cụ thể hóa 5 nhóm chính sách, gồm nhóm chính sách về hoàn thiện các quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã, nhóm chính sách về mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình, tổ chức, kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện, nhóm chính sách về mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, nhóm chính sách về hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hợp tác, nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Sau khi nghe dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về một số nội dung trong dự thảo luật như tên gọi của luật, cấu trúc, bố cục của luật, các tổ chức kinh tế hợp tác, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bổ sung quy định về phân loại tổ chức kinh tế hợp tác. Thông tin hội nghị sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.